Chào mừng bạn đến với Nguyễn Linh 0303. Hôm nay mình sẽ review thực tế cho các bạn về một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất của thủ đô Hà Nội, đó là làng lụa Vạn Phúc ở Hà Đông. Ngôi làng này cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 10 km và nằm trên đường Vạn Phúc nối với đường Lê Văn Lương Tô Hữu, cắt ngang với mặt trái của quận Hà Đông. Làng lụa Vạn Phúc có tuổi đời khoảng tầm 1.000 năm. Và trước kia tên của làng lụa Vạn Phúc đó là làng Vạn Bảo, nhưng do kỵ úy với nhà Nguyễn cho nên được đổi tên là làng Vạn Phúc. Năm 1931, lụa Vạn Phúc chính thức được trưng bày ở hội chợ Marseille của Pháp và được người Pháp đánh giá là một trong những lụa tốt nhất của các nước Đông Dương. Đến năm 1958 thì làng lụa của Vạn Phúc bắt đầu xuất sang các nước Đông Âu, và từ đó các nước trên thế giới đã biết đến cái tên làng lụa Vạn Phúc. Và ngày hôm nay chúng ta hãy thử cùng nhau tìm hiểu xem là làng lụa Vạn Phúc qua những năm tháng, thời gian thì có còn giữ nguyên được những giá trị truyền thống hay là có sự mai một nhất định. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Let's go! Rất nhiều mẫu. Đó, bây giờ mình đang quay video này là lúc 3:30 chiều, cho nên lượng người tham quan hơi vắng. Và các quán bây giờ là thường là đóng cửa và điều hòa hết vì thời tiết Hà Nội lúc giờ bây giờ rơi vào khoảng tầm 33 đến 34 độ C các bạn. Khung cảnh rất là đẹp. Các bạn nhìn nào. Rất là đẹp. Những thợ làng nghề thủ công đã trang trí những chiếc ô rất là đẹp, mình rất là bất ngờ. Để phát triển ngành du lịch, cùng phát triển ngành làng nghề thì làng lụa Vạn Phúc kết hợp phát triển ngành du lịch cho các khách tham quan. Đây các bạn thấy không, các chị các cô đã đi chợ mua được những bộ quần áo. Rồi, ok, rất nhiều lần này. Các bạn ơi, đây mình có dịp được vào thăm một trong những nghệ nhân rất nổi tiếng của làng lụa Vạn Phúc, đó là nghệ nhân Triệu Văn Mão. Một trong những nơi sản xuất làng lụa rất là nổi tiếng ở trong nước và cũng như nước ngoài. Mình được bác cho mình vào thăm xưởng. Các bạn có nghe được những tiếng dệt đó, tiếng dệt nó cũng còn là máy dệt của một ngôi nhà đẹp quá, rất là cổ kính. Sau khi được bác chủ xưởng cho mình vào ghé thăm một trong những xưởng sản xuất của làng nghề Vạn Phúc, được mắt thấy tai nghe những quá trình công đoạn làm ra những tấm vải lụa như thế nào, thì mình thật sự rất là ngạc nhiên. Vào
thời đại như bây giờ sự tràn sang của lụa Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà những người nghệ nhân nơi đây vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống của một làng nghề để phát triển trong cái làng nghề của Việt Nam ra thế giới. Các bạn nhìn thông rất nhiều lụa đẹp, mặc dù thời tiết bây giờ rất là nắng, các cửa hàng đã đóng kín. Mình rất ấn tượng với những chiếc ô ở đây. Đâu đó thấp thoáng vẫn có bóng người đi ngó xem hàng. Ok. Hai bên đường đều là những dãy lụa các bạn. Đúng là vào làng lụa khác ngập trời lụa luôn. Các rất nhiều bộ quần áo được làm ra từ những tấm lụa để làm đẹp truyền thống Việt Nam. Đây là trung tâm bảo tồn phát triển lụa chất lượng cao của làng lụa Phúc Hòa. Ôi, lần đầu tiên mình cũng được đến đây để chiêm nghiệm, trải nghiệm làng nghề truyền thống. Thật sự là mình rất là bất ngờ, khung cảnh ở đây quá đẹp. Đây là hợp tác xã nơi các nghệ nhân đang làm chế tạo. Wow. Thật sự là mình quay video này lúc buổi chiều đang nắng cho nên là lượng khách ở đây khá là ít người, gần như là không có bóng người. Thường thì những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ ngày Tết thì làng lụa Vạn Phúc mới là nơi tụ tập rất nhiều du khách đến tham quan và mua sắm. Rất nhiều lụa các bạn ạ. Chủ yếu làng lụa này tập trung nhiều ở số khối nhà Bạch Đằng, phố lụa đó, trên hai bên đường này. Và mình vào sâu thì lượng nhà trưng bày cũng như là chế tạo sáng tác ra những cái vải lụa này là gần như là không có. Trong qua những năm tháng phát triển của thời gian cũng như sự xâm nhập của các lụa Trung Quốc hoặc lụa của nước ngoài vào thì có một sự mai một nhất định đối với làng nghề truyền thống Việt Nam chúng ta nói chung, và trong đó có làng lụa Vạn Phúc nói riêng. Đó, bạn nhìn thấy không, xà to một trong làng lụa nổi tiếng, rất nổi tiếng, nhưng mà giá chỉ từ 25 đến 50 nghìn thôi. Có những chiếc ô rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Cái này mà đi vào cuối tuần hoặc là những hôm lễ hội thời tiết đông người thì mình thấy là quá là tuyệt vời.
đây đã có một lượng khách nhất định. Đấy, mọi người đang đi tham quan mua sắm. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là chợ lụa Vạn Phúc. Lúc nãy mình đi qua giới thiệu đó là những mặt hàng trưng bày dọc trên hai con phố của làng lụa Vạn Phúc. Còn đây là nơi trưng bày để bán những sản phẩm làm ra. Trong đây là đèn thờ. Đây đèn thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ thân yêu vĩ đại của chúng ta. Mình sắp rồi mình mặc hiện cho các bạn vào tham quan của một cái sự thương mình lại tiếng đập tiếng đang dệt vải. Các bạn bạn nghe không thấy tiếng đang dệt vải? Khung cảnh rất là đẹp. Có hồ cá coi này các bạn. Đây là chiếc máy dệt vải dệt lụa. Mình soi rất là kỹ các bạn xem. Đây là trưng bày sản phẩm. Mình được bác chủ nhà lại cho vào tham quan nơi đang làm. Wow, các bạn nhìn thấy không? Đây là những tấm vải. Wow, rất là mịn các bạn. Thật sự là quá đẹp. Lần đầu tiên mình đến thì mình rất là sự là xúc động. Tự hào rằng đất nước Việt Nam chúng ta vẫn còn gìn giữ những làng nghề truyền thống. Rất là đẹp luôn các bạn. Khung cảnh rất là làng quê yên bình. Đây chắc có lẽ là nơi bán hàng. Ok. Các bạn có nhìn thấy những cái túi sách được dẹp lên này không? Rất là đẹp các bạn. Rất là sặc sỡ, rất nhiều màu sắc. Wow. Cái túi này đẹp quá các bạn ạ. Cái túi này mình có thể dùng đựng rất nhiều thứ. Mình có thể đựng đồ bên trong, chìa khóa hoặc là tiền. Cái này là ví tiền này các bạn này. Wow, rất là đẹp. Nếu các bạn có dịp thì hãy đến làng lụa Vạn Phúc nha, dẫn cả người yêu đến. Chúng ta sẽ có kiếm được một cái gì đó rất hay ho. Đây là những gọn chỉ các bạn. Đó, những gọn chỉ để dẹp lên những tấm lụa. Rất là đẹp. Thực sự rất là yên bình. Các bạn vào tham quan ở đây chắc có lẽ chỉ nghe thấy mỗi tiếng dẹp vải, dẹp lên những tấm lụa. Một khung cảnh rất yên bình của làng quê Việt Nam, rất là đẹp. Đó, mình vào tham quan. Đây là đền thờ tổ nghề các bạn. Một khung cảnh rất yên bình. Tiếp theo đây là một nơi gian hàng trưng bày sản phẩm. Đó. Tiếp tục
Rồi chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan chợ lụa Vạn Phúc. Do đây là nơi đón tiếp các khách tham quan du lịch cho nên là đã có những mái che, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp, chuyên nghiệp. Để luôn giá niêm yết trên các sản phẩm, thật sự là một sự chuyên nghiệp của các nghệ nhân, của những người bán hàng ở khu vực này. Đó, các bạn nhìn thấy này. Rất nhiều là từ quần áo của các bạn trẻ cho đến những các bác, các bá, những người lớn tuổi. Đó, rất nhiều sản phẩm, đa dạng sản phẩm, chứ không chỉ có mỗi. Nhắc đến lụa, chúng ta thử nghĩ ngay là dành cho những người trung niên, những người cao tuổi. Nhưng thực sự mình thấy ở đây rất nhiều sản phẩm trẻ, phù hợp với lứa trẻ. Rất nhiều áo, mẫu áo dài rất là đẹp. Các bạn, xa xa kia có cả những mẫu váy rất là xinh xắn. Ở đây mình giới thiệu cho các bạn là mình được bác cho phép mình quay quá trình dẹp lên. Bác ơi, cháu không biết cái này bác đang làm gì hả bác? Đây là đương làm mẫu hoa. À, đấy, đang làm mẫu hoa các bạn ạ. Thật sự là mình đi quay cho các bạn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình đến làng lụa Vạn Phúc, một trong làng nghề rất là nổi tiếng, nhưng mà mình chưa có dịp để được đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đây, các bạn nắm lại một vài phút xem bác và anh đang là làm lên sản mẫu hoa hả bác? Mẫu hoa. Bác ơi, bác làm lâu chưa ạ? Ý cháu là... Nói chung là lớn lên, sinh ra lớn lên ở đây cho nên là đủ tuổi cái là đi làm nghề luôn. Làm nghề luôn ạ? Vậy là cũng được... Năm mười mấy tuổi. À, năm mười mấy tuổi, chắc cũng được khoảng 40-50 năm trong nghề rồi đúng không ạ? Đến thế. Đó, các bạn thấy chưa, phải có những người tâm huyết như bác ở đây mới giữ được một trong làng nghề truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta. Bởi vì do sự phát triển của xã hội, mình sẽ bị du nạp vào những sản phẩm khác của các nước ngoài, của Trung Quốc. Nhưng mà có những nghệ nhân yêu nghề như thế này thì đất nước Việt Nam chúng ta mới để giữ được rất nhiều làng nghề để mà có thể bảo tồn và phát triển, giới thiệu những sản phẩm tốt đẹp của đất nước chúng ta ra cho những bạn bè quốc tế. Bác ơi, dệt một cái sản phẩm thì có mất nhiều thời gian không bác? Mất nhiều thời gian. À thế ạ. Khoảng tính trong ngày hay là tính trong tiếng hả bác? Tính trong ngày. À, tính trong ngày. À, tại vì là một tấm của họ là 40-50 mét, nên phải mấy ngày mới xong. Mấy ngày mới xong rồi. Cháu thấy, cháu biết là lúc cháu đi quay như này thì nó trời nó hơi nắng, nhưng mà bác thấy là khách thế nào bác? Thường tập trung ở khi nào bác? Tết hả bác? Không, nói chung là gần như lúc nào cũng đông. Gần như lúc nào đông nhỉ? Tôi thấy là mừng quá bác ạ. Thế là mình vẫn có một cái gì đó động lực để mà giữ nghề đúng không bác? Cháu xin phép là bác tên là gì ạ? Hằng. Hả? Hằng. Hằng ạ. Các bạn ơi, mình được bác Hằng chia sẻ và trò chuyện rất là nhiệt tình. Nếu các bạn mà có dịp đến khu làng lụa Vạn Phúc ở Hà Đông thì hãy đến xưởng của bác Hằng. Rất là đẹp. Nếu mà vào buổi tối mà quay thì mình thấy là còn đẹp hơn rất nhiều, bởi vì những ánh điện lấp lánh chiếu xuống những mặt hồ, mà cũng là hồ nước này các bạn nhìn thấy không? Đó, cái cầu.
nước và với vân lên. Mình quay lúc buổi tối thì mình khẳng định một điều là rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thật sự rằng là rất là tự hào rằng đất nước chúng ta vẫn còn những làng nghề truyền thống gìn giữ bao nhiêu đời vẫn không bị mai một, vẫn không bị thay đổi. Những làng quê Việt Nam xưa tồn tại hàng nghìn năm. Trong video này mình vừa gửi đến các bạn về làng Lụa Vạn Phúc, một trong những ngôi làng truyền thống của Việt Nam có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm của Việt Nam chúng ta. Và thật sự là khi đi qua hết cả một dãy chợ lụa ở Hà Đông, mình có một cái gì đó cảm nhận về đất nước con người Việt Nam chúng ta, có một niềm tự hào, có những nghệ nhân rất yêu nghề, bám với nghề và làm từ khi còn tuổi trẻ cho đến bây giờ vẫn đang tâm huyết, có thể là 40, 50 năm hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Và mình hy vọng rằng với những con người đấy thì làng nghề truyền thống của đất nước chúng ta sẽ được gìn giữ và phát triển, gửi đến các bạn bè quốc tế để mở rộng ra những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước chúng ta. Trong đó có làng nghề Vạn Phúc mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Và thật sự là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình, đăng ký like, share để mình có động lực để đi review thực tế những địa điểm, địa nơi nổi tiếng về những địa danh, những làng nghề truyền thống, những di tích lịch sử, để cho các bạn gửi đến các bạn những điều tốt đẹp nhất.